Này Ok. không? Bụi cái gì này? Tên là gì? Quên mất rồi. Hoàng Phi Hạc khủng. Hoàng Phi Hà. Hoàng Phi Hạc. Anh biết tên nhưng không biết phải không? Hoàng Phi Hồng. Trọng chặt bằng bì. Cái gì vậy? Cái mua một tem á hả? Đâu quá. Lấy à? Không. Tôi mua lần. Tôi mua ông. Tháng này bao nhiêu chị? Cái này chị, cái này chị đó có 20 hết, 20, 20 phải không? 20 luôn à. Ok, cái gì nhỉ, nhìn thấy lạ. À thôi, cái này. Cái này chị. Nhá. 10.000 hả? Thế bọn em hết tuần này 50 nhá. Nhá. Thế 50 đi, 50 cho tròn này. Thôi mua mua nhiều lấy hết, bán hết 50 đi. Năm chục nhá. Chụp chụp đi, bán em đi, chụp thôi, lâu lâu bán rẻ đi. Nha, 50 nha. Đúng chị. Nó ít người bán chị nhỉ? Hay là chưa chưa tới? Gì? Hết rồi á. Cái này cũng xấu xấu mà thôi, bán rẻ em nhé. Sáu chục nha. Chục chục mấy nha. Chị bán nhá. Chị đã bay chụp thật đi, bán thật. Quay quay quay. Bao nhiêu cái này cũng bán bao nhiêu một ký cô? À một bó này con mấy? Mấy? Nhìn ô, còn cái này đây, cây phong lan hay cây gì cô? Mai mai có phong lan gì lạ lạ cho mua. Hôm nay ít quá, hôm nay có mỗi cái loại này. Quay về cho con biết đến mua. Khi là tình cờ gặp bác bán phong lan. Cái này là bác bán mấy bác? Cái là anh bán mấy? 50 hả? 50 luôn hả? Thế còn cái này anh? Mấy anh?
Cây gì nhỉ? Em biết lan là gì gì không anh? Mấy cái này thì là một bằng một tí đẹp lắm. Mùa này hết bọn rồi. Tháng 4, tháng 5, tháng 3. Cái này loại gì nhỉ? Không biết nữa. Mấy sâm yêu. Cái này là sao anh cũ về làm gì đấy? Mua ăn mấy chục cái không? Không, nhưng mà để làm về làm gì đấy? Cái này nó có bị hư không đấy? Nó có hạt trong đó. Cái này một loại gì đấy nhỉ? Thôi bán em 10.000 nhá. Em không lấy cái cục gỗ đâu, em lấy cái cây thôi. Lấy. Anh lấy cho em cái cây thôi. Ý là gỡ cái chữ buộc ra thôi. Nó đâu có bám vào đấy đâu. Đâu có chứ, đó. Đây này, mua cột nè. Nguyên cục hả? Ồ, nó bám vào đây rồi nhỉ. Cái này cũng vậy. Rồi mua cái này thôi. Cục này to quá, sao sắt về đây. Biết loại gì nhỉ? Còn cái này anh bán mấy anh? Mình ngộ vậy, sao nó em thấy nó bị hư cái... Cái này chưa trà hết rồi. Chưa trà nữa. Trà xong á. Nhà bao người cũng bán trà đẹp, nhưng chưa trà. Ôi lạ nhỉ. Mua lan hay mua cái cục này đây? Mà cụ này tên gì ấy nhỉ? Chắc anh biết đúng không? Dạ. Cái này tên gì ấy nhỉ? Cái này cụ gì? Đâu... Bao rùm. Thôi mua cục này đi. Thôi ba em cục này đi. Để cho chơi vui thôi. Nó để hư không anh? Có hư không? Không. Đi ngâm nước nó hư. Có ngoài sẽ hư. Thôi mua cái này đi.